Khả năng con tư của đen là hình quả này là xe 9 tiến 1. Đến đây, có đeo 2 khả năng đi quân. 1 là xe 9 bình 4 và 2 là xe 9 bình 6. Khả năng có đen xe 9 bình 4. Đỏ đấm tốt đầu, nước cờ tất yếu. Đen tiến xếp hàng tốt nhằm làm rối loạn trận hình của đỏ, tăng áp lực lên cờ đỏ. Đỏ cao xe đuổi pháo. Đổi lại, nhưng đỏ đi tốt 5 tiến 1. Cờ đen có thể đối kháng. Như đỏ xe 1 tiến 2. Đỏ lùi pháo. Đổi lại, như đỏ đi pháo 8 bình 2 ăn pháo.
Cờ đen có thể đánh một trận. Như đỏ, pháo 8 lùi 1. Đỏ tiến pháo đè xe. Đổi lại, như đỏ đi xe 8 tiến 4 tuần hà. Hình thế đối sát, hai bên đều phải dè chừng. Như đỏ, pháo 8 tiến 2. Đen lùi xe giữ pháo. Đổi lại, như đang đi xe 7 lùi 7, ăn tốt.
Cờ đỏ hơn quân thắng thế. Như đen xe 7 lùi 3. Đỏ nhảy mã. Đổi lại. Như đỏ đi mã 5 lùi 4. Cờ đen hơi ưu. Như đỏ mã 5 tiến 3.
Hình thành thế cờ hòa. Mời các bạn xem lại các nốt đi. Hình thành thế cờ hòa. Khả năng thứ hai có đen hình cờ này là xe 9 bình 6.
Đen nhảy mã ra biên. Đổi lại, anh đang đi xe 6 tiến 5. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 2 tiến 1. Đỏ đấm tốt biên nhằm thông xe uy hiếp pháo. Đen nhảy mã. Đổi lại, như đang đi xe 6 tiến 6. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 8 tiến 9. Đen tiến pháo. Đổi lại, đã đi pháo 5 tiến 5 ăn pháo. Đến đây, có đeo hai khả năng đi quân. Một là đã đi tốt 7 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế.
Hai là Daddy tượng 9 lùi 7. Cờ đen mất quân. Như đen pháo 5 tiến 1. Đen tiến tốt. Đổi lại. Nên là đi xe 1 bình 2. Cờ đỏ ưu thế. Như đen tốt 6 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại các nước đi.
Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghiêng thành công thế trận tả địa pháo.